Chào các bạn đã quay trở lại với C3 Gundam. Ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu tới các bạn một series hoàn toàn mới ở trên kênh có tên là Tháng Này Chơi Gì. Trước khi bắt đầu video thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ shop ra thêm nhiều nội dung mới nhé. Đã qua một vài ngày của tháng rồi, thế nhưng mà mình vẫn muốn làm một cái danh sách về những mẫu Gundam mà chắc chắn các bạn nên biết qua. We'll be right back.
Phía trên là những sản phẩm mà CBA Gundam đã tổng hợp được để đưa đến các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn có thể ủng hộ bọn mình bằng cách đăng ký kênh cũng như là like share video này nhé. Đó sẽ là những cái động lực để bọn mình có thể ra thêm nhiều video, nội dung hay ho hơn cũng như là đánh giá những cái mẫu Gundam khác mà bạn quan tâm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video kế tiếp. Bye!